Bây giờ em với anh nói lại cái vấn đề mà ông Lê Tùng Vân ổng cái thuốc á, cái thuốc mà mình gọi là cho người ta mê á, thì anh biết Bây giờ như thế nào, anh nói đi. nói với Peter Hồ nghe như này ha. Ổng á thì chưa khẳng định lại là chắc là của ổng, nhưng mà mọi việc ổng làm ngày hôm nay nó là y răng như ông thầy đâu kể, nhưng mà đó là ổng tên nên còn cha cha ổng là tên Thách cha là tên Thách tên Thách là tên Thách phải không, nhưng mà cái tên ở ngoài ổng đi vừa làm cho ông Nguyễn Long Châu là tên Thách, bởi vì nói tên Thách nên cho đừng có trùng tên với ông Thách kia biết không nó mà hiểu không, hai thằng trùng tên nhưng mà ông kia là tên Thách rồi thì sửa lại ông này là tên Thách nhưng mà hai ông là đều là Lê Văn Bách hết chuyện nó vậy đó còn cái chuyện ông làm bây giờ đó là theo gái đồ này kia rồi cũng như là thánh đức rồi quyết thệ rồi này kia đó thằng nhà đó nó phân ra hai cái dòng quyết thệ đó là cái dòng là chết sống với nhau biết không là quyết thệ, còn cái dòng tín đồ là bỏ nghiêng ra cái ở bên tín đồ là người ta không có biết gì, người ta tưởng nó là mấy ông này là tu hành thật sự không à đó. Nó không có đưa vô giờ kêu bằng tín tín đồ cồn đó thấy không, là tín đồ thì nó rất là nhiều, còn cái quyết thệ thì nó không có nhiều, quyết thệ là cắt máu ăn thề với nhau là chết bỏ cũng cũng không cay đó, đi theo là chết luôn cũng không về nhà, nó là tôi kêu bằng dòng quyết hệ biết không. Cái dòng quyết hệ này nó phát sinh ra từ đâu, là do cái ông Nguyễn Long Châu đó là ông đem mấy cái ông kêu bằng hội quần thiên đó biết không, ổng mới đem cái ông đem mấy cái ông hội quần thiên này nè là ổng mới đưa vô cái tôn giáo của ổng, ổng mới nói là cái hội quần thiên này nè là mấy ông này là tu hành quần sống tiên lâu đúng đồ không, này quần kia là tiên hội do đúng không, không biết nghe sao đó cái đó đó bây ông thầy giờ đâu ở kể trong lại Thiền Am nó cũng có đề ở quần tiên hội á. vậy là đó đó, vậy là y gan đó là ông Nguyễn Long Châu mới tuyên truyền là cái bị gì ổng ở ra là kiểu như là ăn ở với nhau vậy đó là nó sai trái với tôn giáo, cái người trí thức không chịu, ổng mới bày ra ổng mới mượn kế là cái này là cái cách tu của cái hội quần thiên, người ta tu theo kiểu này là người ta sống dai và con cháu người ta đẻ cái kiểu như là nó phải là loạn lưng đi là nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh, nó sẽ là thống trị, nó sẽ là vô địch thiên hạ, nó sẽ làm sao đó chứ ổng không có lấy mấy cái tôn giáo như đạo Phật đạo này đạo kia, nhưng mà ổng lấy cái gọi là cái quyết thệ đó ổng đưa ra ổng rút lại ổng nói là kiểu như ổng lừa người ta vậy đó, là cái hội quần thiên đó là cũng là một cái tôn giáo, nhưng mà cái tôn giáo được đi theo một cái lối của người ta là cắt máu ăn thề vậy đó, rồi người ta tu rồi người ta có thể là sống chung với con người ta rồi với vợ em út anh chị gì đó rồi sống luồn thuôn với nhau hết, nhưng mà đẻ ra là vẫn là người thông minh thấy À không, vậy hả? mấy gạt người ta được, tao nói mày mấy gạt người ta được đó, ông Nguyễn Long Châu là ông gom hết trơn luôn, đụng không có cái gì ông gom vô, ông bắt được cái gì là ông gom vô vậy chi đó, chứ dạng như bắt chước như cô được, giống giống như câu đài vậy đó, giống giống như câu đài ông nào cũng thờ vậy đó biết không nói chưa hiểu không, đó là cái ý tưởng đó là hội quần thiên, quần thiên hội nó là trong mấy sám giảng giờ còn cũng đọc cái quần thiên hội rồi thánh đức bồng lai rồi này kia, ông Tùng Văn á còn Hồng Hạc Văn Du đó là mày biết sao không, ông Nguyễn Long Châu á ông đưa ông Tắc á ông mới viết ra một cái bài thơ gọi là để mà tuyên truyền trong cái thời đó là khi mà đời Hạ Nguyên á là có cái hội quần thiên á ở bên phương Tây, người ta bay về để người ta nhập vô Nguyễn Long Châu nè, người ta có đem theo con Hồng Hạc người ta có đem theo, người ta có mang theo con Hồng Hạc về đặng mà người ta mới cấp cái con Hồng Hạc đó cho Nguyễn Long Châu, ông bay rồi đi xuyên vũ trụ gì đó, đó rồi những người mà làm theo cái lời ông dạy cũng như là giết người hay là làm này làm kia đó là cũng được bay theo kiểu như là lên tầng này cũng như là Hồi giáo đồ này kia nó xuống người ta giết người vậy đó. À vậy là ông Lê Tùng Vân là ổng bắt chước theo ông Nguyễn Long Châu luôn rồi.
thì ổng ổng là nói ổng học kế nói sách nghiệp đó đó, ông Nguyễn Long Châu luôn rồi ổng học kế sách đó đó, còn chứ mình à. đừng có nói Thì tôn ra giáo là mà hồng nói hạc tào vân du lao là từ đây là nó chặt dụ như nói trên mạng người người ta không có đúng, mà anh thì nhiều khi anh không có muốn nói, nhưng mà à. cái mày muốn mở ra gì để cho người ta phục, nó phải mình phải nắm được cái gốc, nó phải có này có kia cho nó lô riếp ta mới ấy được chứ, không không phải nói ừ tôi là vô tôi là tôi quyết hệ nhà gì, nhưng mà có nhiều người chưa nghe ông giảng, khi vô nghe ông giảng rồi cộng với những cái nhang Cái nhầm nghe mà ông bỏ những cái chất khoan khoan kích khoan thích anh rồi đó là khoan nghe khoan anh nghe liền. thì ông Lê Tùng Vân này là ổng có thời kỳ ổng làm nhang mà ổng có đồ Đó làm nhang nhiều lắm. Hôm bữa ông tụi đâu nó có làm đập cái nhang này, nhà nó ra đó, để em nói ông anh. nuôi giả mồ côi mà. Ừ, ổng làm nhang đó đó, ổng làm nhang đó. Hôm bữa là tụi nó đập phá nhà ra, thấy mấy cái máy làm nhang đó là tụi nó nói đó. Rồi anh nói tiếp Vậy đó cái hả? làm nhang đó đi, cái làm nhang đó ra sao. Thì tất nhiên là cái bộ cây á, ông mua mấy cái cây dược thảo đồ này kia đó ha, thì nhiều lắm mà không biết, nhưng mà đặc biệt là nó phải có cây mù á, cái cây mù mình nó mù và lá mù biết không, là cái mù u nó là cũng một cái vị thuốc thôi, nhưng mà nó kết hợp với mấy cái loại như ma tí đồ này kia vậy đó. Này kia vậy ít ít chút chút bắt đầu này kia là nó sẽ làm cho người ta mê À thì ra biết trang không cuối của bộ kinh siêu phàm là đây. hả, Thì ra trang cuối của bộ nó kinh siêu phàm bộ kinh kinh siêu phàm là do tới Không, đời không phải, ổng rút ý ra ý ổng em nói nói thôi, là ổng cái chiêu bài mà dụ gái khiến con gái đi theo là đây nè, gian nhang nè, từ xuất phát cái nhang nè, anh cứ tiếp tục cái câu chuyện nhang đi. đó thì ta nói mày á là Cây mù sao, cây ta cái mù bột sao? nhang nó tán ra về nó phơi khô nó mới tán ra, nó cũng trộn bột nhang rồi vô vậy chứ không phải không, nhưng mà trong đó nó phải có mù u rồi nó có cái dạng như là ma tí vậy đó, cái chất đó là cái loại đó nó mới đi hít vô mình hửi nó mới vô não mình được, vô não nó cộng với cái bột mù u đó là bắt đầu làm cho mình mê, không phải là mê nhiều như ghiền thuốc á, là chứ hơi 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 vậy là cái tư tưởng mình á lúc nào cũng cũng nghĩ tới cái người đó nói chuyện, và tự động mình sẽ coi cái người đó đó là nói ra là như là Phật sống cái đó đó. Sau này mà khi ông Nguyễn Long Châu bị bắt rồi thả ông về lấy ông Thiệu mới cấp tiền ông làm Phật đường tự đồ này kia là toàn bộ là xài thứ đó không đó. Mấy ngàn người làm sao mày mày được thuốc hết được, mấy chục ngàn người ta bu lại đó thì nhang nó thấp tụi mà đều chờ cho người hử biết không, cái đó mới lấy được nhiều người nhưng mà cái đó đó cái bài thuốc đó là do một người Nhật Bản với một người Trung Quốc mà ở Sài Gòn này nè, người hai cái người đó hai cái ông thầy đó người ta mới sáng tác ra được nghiên cứu ra được cái loại nhang đó đó cái loại nhang là kêu bằng như là âm hồn tán biết không, cái đó là mình thì kêu nhang nhưng mà người ta gọi là cái đó là âm hồn tán còn uống trực tiếp đó còn mau nữa, ổng làm như thuốc để vậy nè, ổng đưa cho mày uống là còn mau nữa, cái đó nên là nó vô tới não luôn cứ uống trực tiếp á, dọn cục viên này nè, ví dụ đi làm bộ đi làm thầy trị bệnh đồ này kia gì đó đưa vô cục nó làm như thuốc để đó, mày uống thuốc để mày biết gọi gì đưa vô uống cái đó là mau á, cái người nào mà muốn chắc ăn nhất là uống cái đó là chắc nhất, uống cái đó là mười người đó hán đâu mà thoát thoát dữ lắm là chừng hai người ba người thôi, còn như dính hết bảy dính hết bảy. Có nhiều người á, nó cũng có nhiều người cái kháng thể của người ta, nó cái tư tưởng của người ta theo ông thầy đó nói là nó rất cao đó. Khi mà với cái tâm của người ta, cái tâm chánh á, cái tâm mà gọi là cái tâm chánh nó không có tâm tà đó thì người ta kháng lại được, còn cái tâm tà là dính liền cũng như độ mà mình ham cái này ham cái kia đồ này kia ham tùm lum tà la chơi cái gặp đụng ma đồ ấy, cái tham là dính liền đưa vô lại dính liền bị cái Hèn loại chi mấy đó người nó mà tập cúng tà sau mà này mê mấy ông thầy mà cúng mà cầu xin này kia, xin này xin kia, cúng là mê là như vậy. mấy ông thầy đó Thì ra là mày đây. mấy nhất là mấy bà đó mày đi lại mấy ông thầy nhà nó một lần là về xù xì
đồn vô đồ này kia là ông thầy đó linh lắm đồ này kia hay lắm đồ này kia, rồi cãi cha cãi mẹ cũng trốn đi lại với ông thầy đó, đưa tiền đưa bạc rồi đó là thì nguyên do mấy người do tham tham sân si tham tham thì tham sân si, rồi là cộng cái thuốc mê đó là nó làm cho mình mê, là mình nghĩ ông đó là thiệt không thầy, đổ nó về má mình ba mình nói mình cũng không nghe, nó nghe lời theo ông đó. Nghe lời theo ông đó, kêu về đánh mẹ cũng đánh luôn. Tao nói mày nó lợi hại tới vậy đó, thành ra ông thầy tao ông nghiên cứu, ông nghiên cứu được cái thuốc giải ngừa thôi, giải ngừa thôi chứ chưa có nghiên cứu được cái tụi này nó chế cái gì. Ngừa là đơn giản thôi, là lấy cái lấy cái bông của cái cây vô đó. Bây giờ ở đây mấy người ở đây ở Việt Nam mình ta không biết, người ta kêu bằng cây cây bạch mai rồi này kia, nó còn có cây ở Việt Nam này nó còn có mấy cây nhà không có nhiều. Ngày xưa cái cây đó là cái cây vô mấy trăm cả ngàn năm trước gì thì đó, mấy ông sư đem đâu từ bên Ấn Độ bên về về bên đây nè, ta trồng ta ta sợ nói cái cây đó là ngày xưa là Đức Phật mà nhập niết bàn dưới là sẽ bị tà đạo nó phá, là nó phá cây giống như nó phá đó, biết không? Rồi nó quý nữa, thành ra người ta mới đặt cái tên khác. Ta đặt cái tên khác chứ cái cây hiện giờ ở Tiền Giang có con cây đó, mày lên mạng mày để là cây cây bạch mai ở đình Phú Tự là nó nhảy lên là cây đó là ngày xưa Đức Phật á, ông sanh dưới gốc cây đó. Là cái cây đó cũng là cái cây hoa u đàm luôn. Hoa u đàm là gì? Là cái cây đó nó có cái đặc tính là ví dụ như nó chỗ vào mùa xuân phải không? Nó chỗ vào mùa xuân, nhưng mà ở trong vòng mấy ngàn năm gì đó là nó sẽ chỗ muộn một lần. Nó chỗ muộn một lần vào mùa khác. Chứ không có trên đời này không có nó chỗ muộn đó. Cái cây đó là phải rồi do hồi xưa nó mấy ông tổ ngày xưa đó, rồi với nó quý nữa đó, rồi ta lấy cái bông của nó ta uống để mà cho mấy hòa thượng này mà cho sống dai với thông minh nó, biết không? Cho trí tuệ thông minh nó bằng bằng cái bông của cái cây cây vô đó, là cái cây chỗ Đức Phật đản sinh đó. Là để mà cho thông minh với đừng có bị cái tâm của mình đó, nó chánh định chánh giác, đừng có nghĩ đừng có suy nghĩ gì, nó sáng suốt rồi là mày không có suy nghĩ bậy. Sáng suốt rồi là mày không có suy nghĩ làm bậy. Bởi vì trên đời người ta cái định lực nó đã đưa ra rồi. Rồi bây giờ mấy ông ở Việt Nam mình thì lại gặp cái cây rồi, nghe mấy ông già xưa cũng biết mập mờ chưa có tìm hiểu về cây này, dán vô cái bảng đặt tên là cây bạch mai. Cây bạch mai là kia không phải, tại tao không có nói ra nó làm biến. Không nói mấy cái cây đó là ngày xưa ông thầy tao không đã đi siêu tầm hết trơn luôn, ông đi hết trơn ở cái miền Nam này luôn coi có được bao nhiêu cây, rồi ông hỏi người ta nó là xuất xứ của cái cây đó từ đâu. Rồi ổng không tin, ổng mới đi qua tới bên Ấn Độ ảnh luôn. Tới bên Ấn Độ cái chỗ mà Phật Niết Bàn á, Phật nhập Niết Bàn á. Thì tới cái thời ổng qua thì năm 1000, ổng qua bển là năm 1000, năm 60-67. Ổng đi năm 67, năm 67 ổng đi qua bển. Năm 67 ổng gác cái chuyện mặt thám qua bên, là lúc đó là ổng biết cái loại bông này là chỉ có công hiệu rồi, chỉ cho những người mà bị cái đám Nguyễn Long Châu này nè. Ổng mới đi qua coi cái nguồn gốc này, coi cái ông già mà kể chuyện lại cho ổng là coi có đúng không. Thì ổng đi qua bển á, thì cái chỗ mà Phật nhập Niết Bàn á là cái cây đó là cái cây khác. Cái cây khác. Cái cây mà người ta cho là cây gọi là cây vô đó là cái cây khác, cái bông nó không phải màu trắng mà nó màu vàng như cái bông trang của mình vậy đó, nó loại giống giống như cái bông trang của mình vậy đó. Nhưng mà ổng cũng không đành lòng. Thường thường ví dụ như cái vùng đất nào mà có cây đó là vòng vòng ở chỗ đó nó sẽ có nhiều, phải không? Bởi vì cái thần vật mà cái giống nó bay hạt nó lên tùm lum hết trơn à. Nhưng mà đặc biệt nó chỉ có một cây ở chỗ đó không à. Ổng mới chi mới biết ra là cái cây đó đó là ngày xưa mà khi Phật nhập Niết Bàn trăm mấy 200 năm gì đó, vua A Dục ổng mới đi theo Phật giáo á, ổng mới mở những cái thánh tích đó, biết không? Ổng lại những cái thánh tích đó, ổng mới trồng cái loại cây đó để mà trồng lưu niệm như Bác Hồ đồ này kia, mấy ông thủ tướng bây giờ đi trồng cây lưu niệm, biết không? Dạ dạ.
chồng lưu niệm rồi ở chỗ đó nó mới có chứ không phải. Rồi ổng mới đi kiếm vòng vòng ở những cái làng ở đó đó, những cái làng ở chỗ mà Phật nhập niết bàn đó, thì nó có cái cây ở Việt Nam này, mà cái cây mà của Hòa Tổ gì à, bây giờ ổng kêu, ổng chết thì kêu Tổ Thiện Hoa. Yeah. À, Tổ Thiện Hoa là chỉ cho ổng là Tổ Thiện Hoa cũng nghe cái Tổ Khánh Anh kể lại là cái thời mà Tổ Thiện Hoa với Tổ Khánh Anh tu ở dưới Chợ Ôn á, tu chung á, cái thời chiến tranh Chào Pháp á. Yeah. Hai ông mới ấy nè, rồi Tổ Khánh Anh mới lấy cái bông đó nó cho Tổ Thiện Hoa uống rồi mới nói nhỏ cho Tổ Thiện Hoa nghe là cái bông đó là dạng như là nói như là huynh đệ đi, rồi huynh nói cho đệ nghe là cây này nó quý đó, vậy vậy đó, là để uống để mà tu hành cho nó sáng suốt, để ngừa bệnh này kia đó. Nhưng yeah. mà đừng có nói cho người ta nghe, nghe nhiều người ta phá, vì cây nó không có nhiều. Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ có nhiều chưa anh? Bây giờ có nhiều cây bạch mai, nó có nhiều chưa? Đâu có nhiều đâu. Nó bây giờ tao nói mày, ở hiện bây giờ đó, ngày xưa đó là bây giờ mình đem giống đó mình trồng đi anh. Có được không anh? Ông mặt cũ đó, đầu tiên hết trơn á, để nói cho cưng nghe. Ông mặt cũ, ông ở bên Tàu, ổng qua bên Việt Nam mà, nhưng mà ổng đâu có qua Việt Nam. Cái thuyền của ổng cập cái bến ở trên Campuchia á. Dạ. Yeah. Ổng ở trên Campuchia vợ nó mấy năm, mà trong mấy năm đó ổng mới quen với một vị hòa thượng. Dạ. Yeah. Ổng mới quen với một vị hòa thượng, vị hòa thượng đó ổng mới, ông hòa thượng đó người Việt nha, người ta kêu bằng sư, nhưng mà ông đó là người Việt mình mà ổng ở trên Campuchia á. Dạ. Ổng ở trên Campuchia tu rồi mới quen với mặt cũ. À, mặt cũ mới được cái ông bạn của mình đồng tu với mình, mà ông kia gọi là Du Tăng. Ông kia ông đi khắp thế giới vậy á, ông nhà sư mà ông có tiền. Ông mới quay, ông mới cho ông đó 10 cái hộp giống. Dạ. 10 cái giống cây vô đó, 10 hộp giống. À, rồi khi ông mới thấy cái vùng đất ở dưới Hà Tiên này nè, ông mới kêu mặt cũ về cái vùng đất Hà Tiên khai mở phá ở đi, là sau này con cháu đời sau á là nó dạng như mà ngăn sẽ phát đạt rồi kia vậy đó, biết không? À. Dạ. Thì mới đi mặt cũ nghe lời mới đi theo. À, mới đi theo ổng mới lấy 10 hộp giống nó ra, ổng mới lấy 3 hạt, ổng mới cho mặt cũ, ông kêu về là chồng là phải gian giái đồ, phải kiếm cái đồi cao này kia đó, chồng phải 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 gian giái rồi lên này kia là chăm sóc, đừng có cho ai biết là cái cây này là cái cây quý vậy đó, cái cây này là được xuất phát từ cái loại cây này là Phật ông Phật đẻ ở xanh ở dưới cái gốc cây này vậy đó, là sợ người ta phá, tôi kêu nói ngày xưa sợ người ta phá đó, rồi từ cái chỗ mà kính lắm á, rồi mới đặt tên cây khác. Yeah. Biết không? À, chứ thật tình ra ở trên đời này cây u đàm, cây này cây kia nó là một, nhưng mà đặc biệt nó cũng là họ của cây mù. Vậy là nó, biết không? Nó là giống một... như cây, nó giống như cây mù của mình vậy, nó mà lá nó nhỏ hơn, bông nó khác hơn. À, rồi một cái là khác hơn. Một cái là dễ độc, một cái là độc, đúng không? Không, mình nó cũng phải độc. Nó pha chế vô này kia là nó có chắc cái dạng như lưu dẫn, nó sẽ thì nó phải nó có sẽ dẫn cái chất nghiện á. Yeah. Dẫn cái chất nghiện cho nó vô não, nó nhập vô não đặng người ta nghe. Cái não của mình mà khi mà nó phát động kích thích vô là nào nó mang tưởng, thấy không? Yeah. À, thành ra uống được cái bông của cái cây đó, giờ bông thiếu gì tết bây giờ xuống chùa đó cũng có nữa. Hồi đó tôi kêu bà chị em á, nếu biết Diễm My ở đâu á, lại về chùa đó xin cho Diễm My uống. Dạ. Không biết bà có làm không. Rồi rồi à, bây giờ ngưng cái tới khúc này đi. Bây giờ mình quay lại cái câu chuyện mà nhang á, ông Lê Tùng Vân cũng làm nhang á, và nó không biết là đang nghi ngờ là nó không có biết là có cái ông có làm theo cái phương thức của cái tụi mà bào chế tụi ổng có làm hay không là mình không biết. Ông Lê Tùng Vân nha, tao nói mày nha, là ổng thuộc về cái dạng thượng thừa luôn á, chứ không có ấy luôn. Mấy ông kia ngày xưa là giỏi rồi này kia, ông ba ổng hồi xưa ông tách rồi này kia, nó là giỏi rồi này kia, nó
là đủ mà tao bảo đảm tới giờ cũng chưa giỏi bà ông Ly Tùng Văn. Nếu mình cái cấp lừa đảo, cái cấp điếm làng và cái cấp tự vệ của ổng á, cái cấp mà ổng thấy vậy á, mình nói nhiều người ta nói nằm nằm vậy là nói ổng sợ, ổng có sợ đâu, ổng có sợ đâu. Ổng cái dạng của ổng là ổng sao từ nhỏ ổng đã qua mấy cuộc chào đại rồi, rồi ổng đã từng tiếp với những người thầy ổng đồ này kia, rồi ba ổng đồ này kia là những cái người lỗi lạc, rồi đã giỏi, đã sống lòn lách qua nhiều phong trào nhiều xã hội rồi đối với bây giờ là lon con á, làm sao ổng sợ, ổng sợ ổng cứ vậy đó. Nhưng mà hồi đó đánh ổng đó, đánh ổng hồi đó nó cũng do con cái là thì gặp thì ấy như Nguyễn Xin đồ này kia lục, rồi tính đánh cái bộ rồi sụm rồi chứ gì, bao đi đưa mấy tờ ấy ra đánh cái mộ tiêu rồi gì. Nhưng mà ổng tiêu không nổi đâu. Ông Tùng Văn đủ mà ổng dữ lắm. Ổng dữ với ông Nguyễn Long Châu là có một cái nét giống nhau như nè, là coi như là ông Nguyễn Long Châu á, ổng cũng là một tay mà lừa đảo này kia nội xã hội, phải không? Ông hơn Nguyễn mà, là ổng hơn mà sao Nguyễn Long Châu nữa. Dạ thì em nói, để em nói là giống nhau cái điểm là tới cuối đời luôn, ông Nguyễn Long Châu mới đem xử ổng 90 mấy tuổi rồi mới đem Nguyễn Long Châu. Ông Lê Tùng Vân này cũng vậy, ông tách ra với Nguyễn Long Châu á, là cái đợt mà bị bắt á, là ông cái đợt bắt đầu tiên ở ấy là ông tách rồi nha. Yeah. Ông tách mà không có tách về hẳn, ông tách rồi ông dẫn về thăm, tại vì những người đi theo Nguyễn Long Châu khi người ta về đây người ta còn kể mà. Yeah. À, khi ông Nguyễn Long Châu già rồi ấy rồi người ta về trên đây người ta còn sống, người ta còn kể cho anh nghe mà. Dạ. À, nhưng mà không, mình không biết mặt ổng bây giờ, ví dụ như những sự kiện là ổng ở đó, ông tên nên Lê Văn Nên thì là ổng là con của ông Lê Văn Tắc, người ta đã biết là làm thơ đó, nhà thơ đó, tôi biết nhà thơ là mày biết rồi. Dạ. Đó, nhà thơ là ai, là nói là nhà thơ chứ kinh sách đồ của Nguyễn Long Châu là toàn bộ là ông Tắc này ổng viết cho mấy chục năm luôn. Bởi vì thơ, ổng nói nhà thơ với thơ từ ổng đâu có nhiêu, ổng lo ổng viết kinh viết sắm không á. À. Ổng là đại quân sư mà. Dạ. Nhưng mà ổng khôn lắm, ổng ra mặt. Cái ngày mà làm cái sớ tấu chương đó hen, là để tên vô đó hen. Để tên ví dụ như ông Nguyễn Long Châu, rồi là tới ông Lê Văn Tắc, rồi này kia ông Tiếu, rồi ông Tùng Văn rồi này kia, là ông Tùng Văn ổng chịu mà. À. Ông nói đủ mà để tên vô rồi có gì Ngô Đình Diệm nó biết được, nó túm cho chết ông già, cho chết mấy ổng hết trơn á, gì khùng quá. Ở đời ngu gì mà mang cái danh quan trọng quá ăn được cái câu thơ người ta giấu tên mà. Để mấy ông kia lên, đủ mà để mấy ông kia lên, đâu cuối cùng mấy năm sau đủ mà bắt thợ ông Diệm bắt này đâu, đem mấy ông kia đi đủ mà bỏ tù với chặt đầu hết trơn. Yeah. Đó, khi mà là cái đợt đó là cái hồ sơ mà tóm cái đợt đó là sư phụ tao còn mặt thảm tháp là ông đưa cho ông Diệm bắt. À, nhưng mà ông thấy ông Tắc này nè bị tai nạn rồi. À, ông thương, biết không? Ông thấy bị tai nạn rồi ông xuống thăm ông thương, với trước đây cũng đã bắt ông Tắc một lần rồi. À, năm 41 là ông làm thơ chống lại chính quyền Pháp á, là ông sư phụ ta lúc đó ông còn làm mặt thờ, ông mới về ông làm mặt tháng Pháp là ông túm rồi kêu tù tới năm 42 hay gì đó mấy ra kêu án 5 năm ông ở được con năm mấy. Nhật nó mạnh lên, Pháp nó yếu lại, độ mẹ Nhật nó thằng Nhật nó kêu Pháp phải thả ông về. À, bị vậy ổng làm cho Nhật mà. Ừ. Ổng làm cho bên cái hội của cụ Nhật Hoàng Cường Đẻ á. Yeah. Thả về thì ổng ở đâu được có năm mấy thì thả về, nhưng mà trước khi ông ở tù là ổng gặp ông Nguyễn Long Châu ở quê ổng rồi, là ở Tân Châu đó. À, lúc đó ông kia lên ông Nguyễn Long Châu mà năm 15 16 tuổi gì đó lên quê với đức thầy mình giáo chủ gì đó, mấy thương cái bà em của ông đức thầy đó. Thương cái bà cô năm á, em của đức thầy thứ tư bà đó thứ năm cái gì đó. Cái thầy ông chịu cái dạng như mà đuổi ông coi ông này không ra gì vậy đó, tính đồ tôi khinh nhá, khinh Nguyễn Long Châu đó. Ông này ông Nguyễn Long Châu mới tức cũng mới đi lên trên núi, trên tao nè, trên bảy núi này nè, là học đạo đặng mà cho nổi tiếng như ông Đức Bình giáo chủ này nè, đặng về độ chơi lại với ông kia đó, lên đi ở Phú Tân, đi đường đó đi ngược lên tới Tân Châu rồi nè, nghỉ ngơi sao nó mới xui khiến sao đó, ổng mới gặp được ông Lê Văn Tắc.
À. Lê Văn Cát thì ở trong Thác Sơn này, ông rành. ông bà của ông Lê Tùng Vân nhé, à, kêu ông nhà Thác Thác Sơn Lê Văn Tắc mà. Dạ. À, ông rành ông mới biết được ở trong anh này cái tôn giáo trong anh vậy đó. À, rồi ông biết, tại vì ông vô nhiều lần rồi ông thăm dò, ông biết được là có cái cánh họ Nguyễn mà do ngày xưa của Nguyễn Ánh á, à, thấy không, ấy của Nguyễn Huệ á, cái cánh Tây Sơn á, nó Dạ. còn sót lại tu ở trong này nè, người ta cũng tu nhà gánh, người ta lớn tu theo Đức Bổn Sư vậy đó. Dạ. Ổng mới kêu ông này á, kêu ông Nguyễn Long Châu nè, đều họ Nguyễn với nhau mà, Dạ. vô là nói là con cháu của ông đó vậy đó. Ổng biết cái cánh đó là bị ổng có nhận đọc sách không á, đọc Dạ. sách ông biết, ổng đọc sách đầu kiện này này kia, cái ông biết cái người này nhân vật nào đâu mượn danh vô trong này, ông nói kia mới nói là vậy đó, quy y đâu rồi mấy tháng gì đâu mà học được kinh được cái nào này kia, ổng thông minh lắm á, ổng thông minh lắm á, rồi mới lên trên núi Cấm á, lên qua qua bên về chỗ Cao Ba Hắn ở chỗ núi Két chứ, Dạ. núi Két á, núi Két á, không rồi nó có đi thăm núi Két á, Dạ dạ em hiểu. à, ổng qua núi Két là học của Cao Ba Hắn trước, học được ba bốn ba tháng gì đó, ổng mới gù một bà đệ tử, Dạ. đệ tử của Cao Ba Hắn nha, bà đó dạng như là vô làm công quả rồi cũng ở dưới miệt dưới, người ta cũng giàu sang lắm, người ta lên người ta đi tu rồi kiểu như người ta bằng công quả rồi cũng chặt thuốc nam rồi này kia, ông Cao Ba Hắn thì ông vừa dạy đạo vừa dạy thuốc mà vừa dạy võ luôn Rồi. á, à, ổng mới gù bà kia, gù bà được bà kia, ổng dâm lắm, trời ơi nổ mẹ. Ở trong trước khi đi ở trong núi tượng, ở trong đao trước khi đi ra ngoài kia là ổng đã quen mấy bà ở trong đây rồi, ổng À. nhỏ là ổng lên năm đó là mới có 19 20 tuổi đó, 19 tuổi 18 19 tuổi mà là đã quất mấy bà ở trong đây rồi á, Gây à. rồi dạng như bể, dạng như lời ông tiếng qua bể bể vậy đó, rồi mấy người lớn người ta mới la ổng mới đi qua ngoài kia, mới nhập với Cao Bá Hắn, nhập với Cao Bá Hắn, gặp Cao Bá Hắn người ta tu, người ta hành, người ta chánh ấy, người ta cũng đâu có phải tầm bậy tầm bạ đâu, người ta chánh đạo mà. À, ổng mới gù qua kia mới đi lên núi Cấm mấy mấy mở ở chảnh á, lên chảnh gặp cơ băng của ông Bảy Đởm À. á, ông Bảy Đởm là ổng đưa mấy cái đàn em của ổng lên ở trên cái dồ cao chỗ tao với mày đó, biết không, Dạ. tao mày đứng đó dồ Dạ. cao đó, đó là À, để điện bộ học dạng hả? như là thu Điện bộ học à, hả? ông Bảy Đởm á, ông Bảy Đởm thì ông đóng quân ở dưới nhưng mà lính ổng cai quản dùng núi Cấm à, Dạ. ổng mới đưa lính trên chảnh như là thu tiền mãi lộ đồ bảo kê vậy đó, biết không, Dạ. khách thập phương rồi đi lên là phải cúng tiền này kia phải chia cho nó, à, ông Nguyễn Long Châu ổng lên ổng mấy nụ mà thu phục được cái đám đó, đó. Ổng thu phục được cái ổng có tiền, bên nhà ổng là giàu à, à, ổng có tiền à, thu phục được cái đám đó, cái đám đó nó mới dòng thứ võ mồm không mà gặp ổng có học thức với ổng ấy rồi kia, ổng cũng thông minh mà cũng có võ nữa, cũng từng học, ổng thu phục được cái đám đó mới về, nó mới báo cáo được với ông Bảy Đởm là có ông ổng xin gia nhập với băng của mình vậy đó, với Dạ. băng của mình mà ổng giỏi lắm, còn trẻ mà nó giỏi lắm đồ này kia, rồi nó hứa ví dụ mấy này nó thu tháng có 10.000 mà giao cho Nguyễn Long Châu là tháng được 30. À, ông Bảy Đởm ổng nghe đồ mà ổng khoái rồi, rồi nghe nó này hay nữa, nói rồi ổng làm quân sư cho ai, thì Bảy Đởm mà dân nữa dạng như dân chợ búa có học hành con mẹ gì đâu, chỉ tối ngày chỉ đánh đấm không á. Dạ. Nghe nói đồ mẹ có thằng đệ thằng quân sư đồ mà văn võ song toàn rồi này kia là hãnh diện với đồ thiên hạ chơi liền, ủa mà mày làm gì mày vậy, mày làm đi ở dưới này nữa mà anh mày bảo kê À. thằng nào đụng tới mày tao kéo quân quân lên tao đập chết mẹ À. đó, thì bắt đầu đó ổng mới vừa vô cái chỗ Bảy Đởm mới làm trời, À. ổng cho người đi ra miền Đông mua da cọp đồ này kia mà lên Sài Gòn mướn người ta may mấy tấm lụa rồng qua rồi kia, tối trời sáng trăng mấy ngày rằm nè nhảy múa đồ này kia, rồi đồn lên là ổng là Phật sống, thành ra có hồ Có rồng cọp lần theo hộ trong mạng. Thiền Am có lần có người ta nói ổng khoe với mấy người ở ở trên 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 Thánh Đức hay là ở Long An gì á, ở gần gần đó, nó ổng có da cọp á, ổng có bộ da cọp. Chắc có, nếu ổng là
Có xiền hết trơn, ổng làm còn hơn ông kia nè. Đụng mà tao nói mày im im, tháng nay không bể cái vụ ấy nó hen, đụng không bể cái vụ mà mấy chú triệu giả ra nè. 2-3 năm nay đụ quá, tao nói mày nó hen là cái chùa của ổng trụ mà nên tao đổ về tao cúng. Nhưng mà mạng của ổng đã đến tới đây là đã hết rồi. Tới đây là đã hết rồi, như cũng như ông thầy của tao là đó là tha cho ông tất là một sự đụng mà sai lầm vậy đó. Tha cho ba ổng á, thấy thương thì chung họ nữa, rồi cái hoàn cảnh đi gan với nhau nữa. Ông thầy tao rồi đó, con của ông Sủng, họ hội đồng Sủng á, ông Sủng ba của Bạch Công Tử mà đụng với Công Tử Bạc Liêu đồ đốt tiền như giấy nổi tiếng á đó, thấy không? Ba của họ ông ở với cái vợ ông chết. Vợ ông chết rồi cái ổng ở với cái bà này là em hay là sao đó, em làm sao mà bà này bà giỏi tiếng Pháp lắm, bà dạng như là thu ngôn cho người Pháp chứ đó. Mà em vợ của ổng hay là sao đó, cái đó thì ông thầy tao ổng không có kể rõ, ông chỉ nói là ổng con của ông đó thôi, ổng chỉ kể như xương ta không có nhớ hết. Bà này bà mới có bầu, bà mắc cỡ, bà mới trốn qua Pháp bà ở, là má của ông thầy tao đó, mới đẻ thầy tao bên Pháp bên á. Rồi bây giờ mình quay lại cái câu chuyện mà ông Lê Tùng Vân hồi nãy anh mới kể á, là ổng có da mua da cọp này kia, mua này kia đó, về múa gồng múa cái thời ổng thì không biết có mua không, chứ thời ông Nguyễn Văn Châu là ổng mua da cọp á, ổng sử dụng sao ở trên núi đã nè, rồi thì cái thời mà ông Diệm bắt ông hen, ông xuống vô mấy cái vùng hẻo lánh mà tín đồ của ông nhiều đó, cũng mặc vô cũng làm tiếp nữa, cũng mặc vô làm tiếp nữa, cái đó là cái da cọp không nghe, còn rồng á thì may bằng kim tuyến á, mà may cũng như con lăn rồng vậy đó, rồi tối tối ở xa xa cầm mấy cây nhảy nhót trên đọt cây rồi này kia, mà mờ người ta tưởng nó thiệt múa rồng á, múa rồng rồi cọp. Vì cọp thì người thiệt mà mặc cái da con cọp vô, biết không? Kiểu như cái người thiệt mặc cái da con cọp vô rồi đứng cà nhúng cà nhảy rồi này kia, rồi ở xa xa nó rồi đó, đâu có điện, đâu có đụng, đâu có đèn pin này gì đâu. Rồi ở xa xa nó là nhìn ở dưới ánh trăng nó mập mờ, là tưởng đâu là con cọp thiệt xuất hiện để mà hộ giá mấy ông mà gọi là Phật sống như ổng vậy đó. Chứ nghe không á, rồi đồn lên cho người ta lại tới nhiều, mà tới nhiều chừng nào thì dễ dụ, dễ cho người ta hử thuốc mê, biết không? Hiểu nha, nghe. Dễ thuốc mê rồi, từ cái chỗ mê rồi là mày muốn gì cũng được, mê rồi là mày muốn tiền, có thuốc, tiền. Cái thuốc bây giờ em mới biết là cái thuốc đó là do từ nhang mà ra mà mê. Thì ông Lê Tùng Vân này nhang, ổng là nha. Ổng cái thuốc mà ông Lê Tùng Vân này là ổng sản nha. Xuất nhang. Mấy thằng nào đó hen, mấy thằng nào mà thời của Nguyễn Văn Châu đó hen, ổng có cái thùng riêng, mấy thằng nào mà đặc biệt mà có tiền hay là mấy con mồi nào mà ngon như Diễm My rồi đi vô đi, là ổng có cái thùng riêng, là ổng thờ riêng, nhưng nó ổng dắt vô là bộ ổng giới thiệu gì đó, là đốt cái nhang nó lên, nó là cái mùi đó nó tỏa là ăn hồi được, thằng đó là chắc ăn là hết 100%, còn đốt ở ngoài nhiều khi sợ không hết được, biết không? Còn mà uống thì sao? Còn mà uống thì sao anh? Còn mà uống là cho nha, mà uống rồi là rồi luôn á, uống rồi là giả không được là khùng á, biết không? Là uống vô là quên hết luôn. Rồi. Thêm một cái chi tiết nữa, nó như là thuốc kể là vậy khùng. Đó, nó như thuốc kể vậy đó, uống vô là khùng luôn. Uống vô là không biết gì trơn á. Uống vô là không biết gì, không biết hồi đó ông thầy tao không kể là cái bông đó trị hết á, nhưng mà không biết có trị được cái hết được cái quên là nó quên hỏi mai đúng có không? Trị được cái loại mai. Uống hay là cái loại hết mình không biết, chứ cái bông đó là trị đó, cái bông bệnh mai trị không, còn cái bông mà cái bông đó cái bông giờ là hình như là ở Sài Gòn còn một chùa có một cây có một hòa thượng sau này ổng mấy cái chỗ đầu tiên của cái vườn mai đó, hồi xưa mấy ổng trồng á, được con mặt cũ ổng cho đó, là ổng cho đó là mặt cũ, ổng cho mấy cái người miên, mấy cái người mà bị cái thời mặt cũ là ở miền Tây mình còn miên, không còn miên nhiều lắm, miên là ở theo mấy cái gò á, mấy gò đất á, biết không, cái thời của mặt cũ á, là ổng cho là sau này ở quận 11 á kêu bằng đồn cây mai á, biết không?
À, lính á, sao đèo Pháp lính nó mới lấy cái đồn nó mới phá tiêu hết trơn, hình như bây giờ ở trong đồn cũng còn cây nhưng mà người ta cắt đỡ cái miếu thôi, rồi phá cái đồn của nó ra cái ông cái chùa đó, đó cái chùa đó, ông chùa đó, ông thầy chùa đó mới dời cái chùa đi đâu qua bên chùa đó kêu bằng chùa gì nè, ổng mới hên, ổng mới mới trồng được một cây sống bây giờ còn bây giờ còn nha, còn cái cây ở Tiền Giang mà bây giờ được phong di sản á, di sản gọi là cây bạch mai đó, là cái cây đó nó có hạt thời của mặt cũ lận là đó ông à, ông mặt cũ ông mới cho cái mấy cái người đệ tử ông á, mấy cái người đệ tử ông á mới bầu cái hạt á, trong cái trái dừa đó biết không, cái trái dừa cắt ngang này nè rồi là trồng xuống luôn là nó không có chết, nghĩa như là lấy cái trái dừa trồng xuống mà trái dừa nó quỷ nó mục luôn à. Đem đi cho một chỗ mấy cái bạn ổng dạng như là bạn làm quan làm đồ này kia với những người làm thơ đó, uống cái đó vô là con người nó thông minh nó làm thơ hay lắm, thành ra tới cái mùa chỗ ông nó ở dưới mấy gốc cây đó người ta tổ chức người ta mời những Không, thi sĩ bây rồi giờ đó. mình kể gì nè anh Lượng Thế Giang, mình kể về cái thuốc mà của tụi nó khi mà tụi nó cho người ta uống á, người ta mê á, còn cái thuốc giải này á, cái thuốc mà cây bạch mai mình không nói tới, à mình chỉ nói sơ sơ thôi, là cái cây đó nó khắc với lại cái thuốc của bên Nguyễn Long Châu mình không nói, nói sơ sơ thôi, còn mình nói đây là mình nói cái thuốc mà tụi nó đang hướng thần hoặc là nó đang gây mê cho cái tín đồ. Đó một là nhang nhang hoặc là sông sông gọi là sông trầm á, nó giò cục nó để nó đốt trong cái ấy á, rồi là sau này là nó làm nhang. À, lúc trước thì nhang nó khó lắm, ở trên núi á, nó khó mua nhang nào lắm, nó dọn cục như nè nó để vô cái dạng như cái ấy nó đốt như mấy ông sông trầm hồi xưa vậy biết không. Hai là uống nhưng mà uống á, thì nhiều khi á, mày đưa người ta mày kêu người ta uống nôn quá người ta nghi biết không, người ta nghi người ta không dám uống đâu, mà xưa ai cũng kỵ ai cũng sợ bùa nhà người ta kêu bằng sợ chúng ngải đó, đó ít có nó bùa vì thuốc người ta gọi là ngải chứ không có nó không có nó bùa chứ, rồi mà sau này mới đặt vô chỗ à, coi chừng ông đó có bùa ngải là không có, ngải là thuốc á, nó là những cái loại chất, những cái tạp chất từ cây cỏ đồ này kia ra thành củ đồ này kia, người ta gọi là ngải, nhiều người không biết nó ngải là bùa, nói phản cái đó là không chịu, nhưng cái danh từ của người ta dùng là vậy, kêu bằng chúng bùa chúng ngải đó, nhưng mà nó là thuốc thôi, uống thuốc thôi, cũng như bây giờ mày bệnh mày đi mổ phải uống thuốc D vậy đó, phải chích thuốc D vậy đó, không chích thì mổ đủ mà chịu nổi không cái nó vậy thôi chứ nhiều người nói ôi nói bùa ngải tôi không tin, là không phải ngải là thuốc, khi mình cho uống thuốc á à, nó có ba loại, một là đốt hửi hửi vô thì nó nhẹ hơn, mê ấy là nhẹ hơn, nhẹ hơn, nếu mà gặp cái con mồi ấy thì khi nó nghe rồi cho uống sao không không muộn ha. Còn hai là uống trực tiếp ví dụ như là mày đem lại mày dắt nhỏ em mày lại trị bệnh để thấy nhỏ này đẹp quá thì trị bệnh thì phải cần uống thuốc, đưa cho nó uống là lụm dính liền, không có đường nào chạy cho nó là dính liền À, thằng ra mấy ông đó hồi xưa mấy ông ưa là giả ông thầy trị bệnh rồi này kia nó bán ngang bán cái rồi này kia là nhưng mà cái cây đó đó còn tại chắc là không biết nó thôi là có là có ma túy là chắc ăn rồi đó, ma túy hay là cái loại nghiện đó, cái loại nghiện đó à, còn một loại nữa là bằng thuốc bắc thuốc bắc thì nếu mà bởi vì bây giờ thầy bà sợ lắm anh ơi. Hai nữa cái đặc biệt nhất là cây lá mụ là xay nhuyễn ra trộn vô uống cũng được đốt cũng được đủ, mà đường nào cũng đủ mày chết hết trơn mà muốn ngừa cái đó đó là phải uống cái bông đó đó, cái bông của cái cây vô nó cũng là cây mụ nhưng mà cái tên ở bên Ấn Độ tôi kêu bằng cây vô, ở trong kinh Phật đặt là cây vô, nó cũng họ của cây mụ. Nhưng nó khác hơn, nó nhỏ hơn, bông nó thơm hơn, à vô với mụ nó là đặc coi biệt như hơn, là nhưng vô mà nó dòng họ của mụ và măng cụt á, thì cái mà họ nó măng có cụt á, tên từ u à, nghĩa cái tên chữ nhưng mà u á. cây mụ đó đó,
cây mù u đó là có thể là 1.000 năm hay là 2.000 năm, 3.000 năm gì đó, là nó thay vì giờ nó chỗ tháng tháng Tết tháng Giêng à, tới tháng Tư nó mới chỗ, là tất nhiên là chỗ cái trái mùa vậy đó, ta gọi là ta lại ta gọi là mấy ngàn năm nó mới có một lần. Ừ. Chứ cây cây nào ở trên đời chứ đừng có nói là cái cây hoa u đàn là 3.000 năm nó mới nở, là nói xạo nói dốc cụ mà không có biết về ở Phật bên giáo nó Ấn xạo Độ á, mình nói phải nói chuỗi rồi, thần không có kỳ. cây nào mà không năm Anh nào nói nó thời không gian, chỗ chứ, yêu cầu cây cỏ trên đời này anh là nói tôi được. nói mày là mỗi năm nó phải có trái có bông, Dạ nhưng mà cái chỗ muộn chỗ sớm chỗ muộn nó sẽ có cái thời tiết, nó sẽ có cái nó sẽ đảo ngược lại, à chứ đừng có em nói nhắc chẳng lời là anh cây nè, nào tới 3.000 năm nó mới chỗ, là nói cái đó là không có đúng như Phật giáo nói cái đó, nên ta gọi là tà đó. em nhắc với là anh nè một chút xíu, là em theo em được biết á thì ở bên Ấn Độ có rất là nhiều cây gọi là cây thần kỳ, có một cái cây gọi là cây thần kỳ mà ăn cái lá hay cái trái gì của nó vô á thì cái Trời miệng ơi, không cây còn đó ở cảm đây cũng giác, thiếu gì, mà cây đó ở nhưng đây mà thiếu mấy gì, năm anh nó nó mới chỉ nở, nó mới chỗ quả một một lần. Anh nhớ cái cây đó không, anh biết cái cây đó không, cây thần kỳ Phật biết giáo người ta gọi rồi, cây thần kỳ. ở chạy kiển bây giờ nó bán thiếu gì ăn, mày ăn vô nó đánh lừa cái tư tưởng của mày, mày ăn trái chanh vô mà cũng ngọt nữa. À đúng rồi, À, cái đó cái cây ở đó mình bên Ấn đây có Độ bán nhiều mà, cái thì loại nó cây, cũng là một cái loại cây đó, nhưng nó mà cái có đặc một cái điểm loại của chất nó một nè, đặc biệt. cái đặc điểm của nó nè là bao nhiêu năm mới nở ra trái một lần đó, Không thì có đâu, mà chồng mỗi năm mà mỗi có trái mỗi à, có không đi trái nói hả? gì đâu À chào. vậy bây giờ thì Tao không biết làm chồng ở sao. nhà, tao có chồng ở nhà nhóc hết trơn nè, mấy cây đó đó tao trồng, rồi sau này tao không chơi mấy cây kiểng nhỏ nữa, tao dẹp tao bỏ nó cho người ta mỗi nè. Anh Rồi nói gần nghe nè, đừng có tin ai, đừng có nghe lời ai, vì mày cứ tin tao nói mày không bao giờ chặt, cây nào cũng vậy, mỗi năm nó phải có trái. dạ Mình con người mà cũng vậy nữa, đụng mà đừng bà tới tháng phải có kinh. Đâu mà phải chảy máu chứ không có nói giờ chỉ có kinh là xui là này kia hay là nói đó là xạo. Con người mình sống ở trong dục giới ai cũng phải đều trải qua đó, Phật cũng vậy. Nhưng mà người ta đã vượt qua cái đó người ta mới thành thánh được. Người ta đã vượt qua cái đó, ta cái tâm của người ta, ta đi dằn lại, người ta đi vượt qua, ta kêu thiền, thiền là neo á. Nhưng mà ngồi thiền là phải phải ngồi nha, còn giờ nào giờ mày có nghe ai nói nằm thiền không? Nằm thiền là mấy thằng nằm võng đó là đủ, nó suy nghĩ chuyện là bậy không à. Biết không, cái não của con người mình nó thông minh là nhờ gì, con người mình nó cái não mình nó đứng lên, con người mình hai chân đứng vậy nè, Nằm lúc là nào cái suy nghĩ não tầm mình bậy tầm bạ, ngồi à, còn thiền là nó chánh mình định nằm hơn. là ta kêu bằng nằm là ta gọi là thú tính, biết không, là Vậy mình là ông nằm Lê á Tùng là cái Vân ông não mới mình nằm cái đó. phần ngâm nó nhiều, biết không Ông Lê Tùng Vân cũng nằm đó, võng cái đó thôi là còn ta nói mày á, à. mấy thầy giờ nhiều thầy giảng rồi này kia nó vậy, ta không hào không không muốn nói lên, ví dụ mẹ dòng tép yêu mà nói lên chúng chửi là mẹ gì. Nhưng mà nào giờ mình có nghe ông Phật cũng kêu ông đó mà nằm tu hành đi, không có, ta kêu ngồi thiền là ngồi cái não mà đứng lên vậy nè, cái tâm mình này chưa nào đó. Còn mày nằm mày mấy thằng làm ác đen đủ mà nó gác tay ra ông bà mình nói đù mà mày nằm gác tay trái suy nghĩ gì vậy mày thì biết rồi đó. Con người mình nằm là cái máu á, cái máu nó nằm ngang, cái não mình nó nằm ngang này là nó sẽ ra cái thú tính, thấy không, thì cái con vật là con vật nó bốn chân nó hai chân là mà lúc nào cái đầu nó cũng nằm ngang hết chứ cái đầu nó không có dựng đứng lên. Bởi vì nó Cái có tư thú tưởng tính. đó đó thành ra Đức Phật ổng mới phát hiện ra được, ổng mới phát hiện ra cái được chỗ cái não con người, lúc trước ổng đi từng đi tu khổ hạnh, ổng mà ổng cũng nằm mà ổng cũng vẫn tu nó không có thành công. Vì cái não con người mình nằm là đầu nó có những cái lung lung tung ở chỗ rồi sao ổng mới phát hiện ra được cái con người mình là cái não thẳng chứ không phải như là con vật. Cái não thẳng là thành ra muốn muốn làm cái gì cho thành thành công phải nhận được cái ái xuống là mình phải ngồi chứ không bao giờ nằm, còn nằm xuống là mệt, nằm xuống là ngủ chứ không có phải nằm xuống là gặp chim bao chim bao uốn số rồi này kia là không có, Phật nằm xuống là ngủ nhưng mà ai nói gì Phật nghe. Vậy Hãy vậy kêu bằng cứ hiểu không, đó là người ta gọi là chánh niệm tỉnh giác, là ông nằm xuống là ông ngủ liền, ông không có nằm chim bao. Còn ông Đúng tổ rồi, nào mà người ta thường sau nói là này mộng nhiều mị tổ mà mà nằm chim bao bị thật mệt là ông làm việc khi mệt không. là ông nằm em xuống xác ngủ nhận ăn anh vô là ông luôn, đi kinh hành anh em xác nhận anh luôn cái câu nói này, tại ông em cũng có ông sư phụ em ở ở bên quận nhất á, chùa ai chùa chùa ở bên cô mà cô Giang nè, thì ổng xác định ổng nói chùa chùa Linh Sơn á, thì ổng nói là Đức Phật không có nằm chim bao. Đúng Ổng rồi, đúng đó, Phật ổng đâu nằm ai bây chim giờ em xác bao. định đó anh nói đúng.
Anh nói cho nghe thầy, ông thầy anh nó nói vậy, ông thầy anh hồi xưa là từng chơi, anh cũng có kể cho nghe rồi đó, ông từng chơi với mấy hòa thượng lớn đó. Dạ. Chơi ngày nào tiên mà là đầu tiên là hòa thượng nhất định còn chú tiểu ở trên núi Cấm đó, rồi ổng kêu ổng thấy tại vì ổng lớn hơn hòa thượng thứ ba, ổng sanh năm 1914, hòa thượng sanh năm 1917. Ổng lớn hơn rồi ổng làm việc cho Pháp, mà khám cho Pháp đó, ổng biết đồ núi Cấm sau này sẽ giặc giả rồi sẽ bị chiến tranh đồ này kia, nó sẽ quanh tạc bơ, mà mới kêu hòa thượng đi tìm chỗ khác tu cho nó an toàn. Rồi sau ổng về Sài Gòn, ổng lập lại hòa thượng ở chùa Ấn Quang, quận 10 bây giờ đó. Rồi từ cái chỗ quen đó, đó rồi mới gặp được hoài tổ Thiện Hoa đồ, lúc đó là cái thời điểm năm 1954-55 đồ đó, là dạy chung á, dạy mở mấy cái lớp dạy chung, dạy cho tăng sinh á, biết không? Rồi mới quen hoài tổ Thiện Hoa, thì ổng là nghiên cứu về thuốc y dược á. Cái người đầu tiên hết trơn mở mà chích thuốc ra cho tăng chúng là tổ Thiện Hoa. Tại vì ngày xưa bệnh hoạn rồi này kia, rồi tăng chúng này kia ni sinh rồi tu hành nó khó lắm, rồi đó dịch bệnh dữ lắm, thành ra ổng phải muốn cái y học này giỏi trị bệnh trước cho mạnh khỏe rồi mới tu được. Thành ra ông sư phụ tao nè, ổng gặp tổ Thiện Hoa, ổng mới than. Ổng mới than nói dân chúng bây giờ ở miền Tây á, nghe nói bị cái đám tà đạo nó cho uống cái loại thuốc gì mà u mê, có người khùng cõi đồ cõi đạt rồi đi ngoài đường luôn. Mấy cái người mà bị thuốc rồi mà gia đình ta giữ lại, người ta không cho đi á, nhốt như dĩ mi mà nhốt nhà xiềng lại luôn á. Rồi nó khùng. Bị gì vô đó hử được cái đó, nó không còn ở nhà đâu, nó khùng, nó điên lên, nó nhảy đủ mẹ lầu cao giờ nó cũng nhảy xuống hơn. Ổng mới than gian là cái chuyện tình hình ở miền Tây nó vậy đó. Tổ Khánh Anh á, nó cũng đang thời thì ông cũng nghiên cứu gì, nhưng ông nhắm mắt lại ngồi ông mới nói. Ông mới nói cái chuyện đó thì thầy không biết ông hiểu, nhưng mà hồi lúc còn ở Vĩnh Long á, ở chợ ông bây giờ là kêu bằng chùa Phước Hậu á. Chùa Phước Hậu ở chợ ông á, giờ có làm cái tượng của tổ Thiên Hoa đó nữa đó. Hình như cái cây nói tao mới nhớ là hình như cái cây mai, cây gạch mai ở chỗ Hậu là lúc mấy năm trước tao đi đó, nó vẫn còn. Nó còn mà nó đang xì, nó già dữ lắm, nó không có bự, cây nó không có bự, nhưng mà cái cây đó nếu mà mình có duyên á, tao nói vậy là sẵn nói hết vậy, cây sẵn có duyên á, mình có duyên với cái cây đó là nó không có chết, nó gần chết là nó mọc lên 2-3 cây. Rồi 2-3 cây đó lớn lên 50-70-100 năm, nó gần chết là mấy cái cây bự đó, nó xung quanh gốc nó mọc ra 6-7 cây, là thêm mấy chục cây nữa. Thành ra cái bụi ở cái bụi ở Tiền Giang á bây giờ là mấy chục cây. Nhưng mà cái cây lớn đó, nó chết vào đời nào rồi, nó vẫn mọc lên hoài, nó mọc như măng vậy, biết không? Mình không biết rồi mình diệt luôn. Thành ra ở trong cái bài thơ gì của hòa thượng Trúc Lâm Tam Tổ của hòa thượng mãn giác cái bài đó kêu một bài gì quên này, bài nổi tiếng, để anh nói, để anh nhớ là anh nói để không có dịp nói cái bài đó kêu cáo thị chúng. Cái bài thơ cáo thị chúng là xưng đến muôn hoa nở, rồi xưng đi muôn hoa tàn đó, việc đời là như thế đó, rồi gì quên này, rồi việc đời là như thế, rồi nó năm câu cái gì đó, rồi để cho hai hiểu cái cuối cùng là bỗng nhiên chớp thấy một cành hoa rồi này kia đó, là cái bài đó là hòa thượng tả về cái cây bạch mai này nè, gọi là cái cây bạch mai này nè, chứ không phải là nói dơ dân nói vô gì, cái cây đó ngày xưa cái chỗ của hòa thượng đó, nó cái chỗ của tổ đó là nó cũng có cái cây đó nữa ở ngoài Bắc á. Rồi sau này mấy ông này mới đem ra, mạnh ông nào nó dịch
dịch ra hồi có ông nó dịch ra cây đó là cây mạnh nó này kia nó đụng vào tàu lao. Dạ. À, là ổng nói cái cây đó là nó sẽ vậy, rồi nó cũng nói là cái sự mà chỗ muộn rồi của nó vậy đó. Dạ. Nó bỗng nhiên xuất hiện một chùm hoa, là khi mà cái ổng đã gặp cái chùm hoa đó đó rồi đó, là ổng hường ngửi được chùm hoa đó, ổng giác ngộ. Dạ. À, ổng hửi được cái chùm hoa muộn đó đó. Dạ. Ổng giác ngộ. À, ta mới gọi là như là vậy, rồi ổng mới nói cái cây đó nó chết nhưng mà nó không chết. Khi nó chết rồi đó, khi nó tàn rồi nó sẽ cái cây khác nó sẽ mọc lên. Dạ. À, đó, rồi sau này á, cái đó là không có ai dạy gì, là chỉ có thầy tao nói cho tao nghe. Dạ. Thôi. Tới bây giờ sẵn này tao mới nói là ổng nói hay lắm, mà tao. Dạ. Không có biết tao nó có hay. Dạ. Là cái bài thơ đó đó. Cái bài thơ nó ẩn trong người ta kêu người à, rồi cũng từ cái cây đó thôi. Từ cái cây đó, từ cái cây vô mà ra thôi. Ừ. Nhưng mà ngày xưa người ta kính, có nhiều ông tổ là không biết luôn, không biết cái cây đó là Đức Phật nhập theo đồn đại rồi mấy người lớn để lại rồi mấy ông kiểu như người ta nói mày cắt